Là cái đi ở đó nó hơn, ở đó nó hơn rồi như đó. Cái này là cái thang qua đây, chút thang lên đây nè, bạn lên lên đây tặng cuộc khi chị đưa đây. Giờ lấy cái cây xong cái đó rồi bỏ cái kẹo lên đi tập tiếp miếng thiên của bạn hồng tiếp không rồi giờ lên em lên trên đi lên đâu rồi dạ kia đâu bắn bắn thiết hả? Thiết hả? Ừ, thiết hả? Lên đi. Đây, đàn hả? Ừ. Trời ơi, đây quán nó cũng được vậy nữa, nó gì á? Giỡn giỡn rồi. Thiết, bắn thiết mà giỡn mày. Cái lên tao bắn thiết nữa. Nó chơi hoài. Giỡn chứ kìa. Giỡn lại. Chứ kìa. Nó giạt kìa. Sao cái này, mấy ông này dở nè. Ừ. Ông đem ra đây, tao bắn cho được. Tao hiểu gì không? Chết luôn. Ai bắn rồi. Được được không? Cứ đem lên đây đi. Cứ đi lên đầu tay đủ đi lên đầu tay. Lên tay có người bắn lên. Ở trên gạch mình nó trơn. Bây giờ rút rút cây nó ra đi. Rút cây nó ra đi rồi cấp lại rồi khoan đỡ đi. Theo đỡ rồi cuộc cái cây ngoài. Cuộc xéo vậy ông ơi. Hả? Cuộc xéo vậy. Xéo. Mình lên rút cái cây rút một cọng ra trong ở trong bên mình rút cọng ra tôi đi rút cái đi rút cái đi rút cái đi đây 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 tôi mở đi ra sọt vô nha sọt vô cuộc lại nha này nè tôi cuộc lại đi của cái sọt cây nãy đó sọt cái nó lên cuộc đi tôi cũng đỡ nha như cũ đi không không có cầm cuộc chưa mới luôn đi cầm đỡ đi tôi tính cho mà không có cuộc chưa mới luôn nè chưa mới nè rồi nè lấy chưa mới nên cuộc luôn đi nè nè chưa uống được đâu không nó hụt bên bên ơi nè nè chưa uống hụt coi bên ơi nè chưa mới nè nè như mới anh cuộc nó đi à ở như mới này cuộc chưa đi chỗ lỗ đó chọc chỗ lỗ đi cuộc chưa đi rồi quay luôn đi quay xéo xuống luôn đi quay xéo xuống đi khỏi lỗ của mình đừng dính nó đi nó còn hai tí à bây giờ chú mới cây chỗ lên được cho anh mình ra khoa thì nó nghe cái cây cao mình chỗ thì nó như chị cũng bỏ đi nha. Ở cái kiềm cái cổng cũ bỏ. Lấy cái kiềm đó bà cái kiềm đó. Đỡ đi nghe không? Đỡ đi. Quay kia. Mua đi không? Mua đi không có giận. Rồi đó. Đừng đỡ đi. Mình lấy cái kiềm nào. Muốn cái cổng chị cũng bỏ đi đỡ là lòng thông không có làm được đó. Nè, kiềm bên đây, cắt bỏ đi. Anh lòn cái cọng dây đó đi nữa đi thấy kìm xuống đi có khỏe không chú bắt đi giùm chút nha
xuống bắn thiết bắn to nhìn chút coi khỏe rồi xuống ha. Ông không đi được hả vậy? Nghĩ ha. Rồi cũng trời ơi, đem gạch mực thì bắn với gì đâu mà ông Phương Ngô là ông Phương chút ra là ấy là bắn cũng người đó phải nó có ông thì bắn mình khỏe mình gạch mực theo đồng tay nữa là gạch mực đồng tay đi bắn cho có cái gì đâu mà gạch mực theo đồng tay đó ta bắn cho dạ cái đó nó cục không mình lắc sao cục vào không cục vào rồi rút ra đi cục lấy cục dạ. Cái gì đứt hả? Không có không đứt cục quá cục quá dài làm dễ lên đó khó làm. Thôi lại cái lỗ không? Hả? Có phang không? Chọc phạt chọc lỗ. Chọc phang rồi nè. Chọc lỗ mình đó. Chọc lỗ luôn quay. Ông đẩy cho nó ra ngoài đẩy trước đi. Chọc mà ngang mặt luôn kìa. Lỗ. Đi sao? Chọc lỗ. Chọc nguyên con luôn hết kìa. Muốn bọc nguyên cột. Chọc lỗ thôi. Ông có vô lỗ thì cho nguyên con luôn quay. Chọc muốn nguyên con nguyên, cãi nguyên đi. Nguyên đi rồi chừng đó mình có cái cọng dây chọc lỗ sao? Ông quất nó nguyên đi. Còn dây chiếc rồi vô lỗ luôn nữa. Thì vượt quay chúng đi, vượt qua chúng luôn đi. Rồi quay dính vậy đây. Quay dính đi, nữa đi, cứng luôn đi. Còn cái vô lỗ đó mình vô sau tiếng cổng nữa. Còn chị nữa nè. Đó, cứng luôn đi. Sát luôn đi, sát luôn đi mình ơi, cứng luôn đi. Sát luôn chứ đâu. Rồi. Rồi đó đóng đẻo hai cái đinh cái nữa. Bên đây cây bên kia cây nữa. Rồi. Ở đây. Ở đây. Phải không? Đúng rồi. Đó, qua đây đóng tay. Rồi. Đưa đóng mình đây tôi rồi. Rồi. Hai lọt lọt á. Lót xếp là qua nó cái gì nó bật bắn được chứ. Nó bự. Mà đồ tay bự nè, không cho.